Học trò, học trò của thầy đâu? Học trò cưng, học trò yêu, học trò giỏi của thầy đâu? Lưu Bang. Trời ơi, nghe cái tên là biết nó giỏi rồi. Dạ, học trò Lưu Bang xin chào thầy. Dạ, học trò Lưu Bang xin chào thầy. Giỏi. Rồi, ngồi đi nha. Dạ. Dạ. Cái gương con này sao đẹp hơn con vậy con? Con có nên hãnh diện gì điều đó nha. Rồi, bây giờ ta sẽ cho ra một đề bài. Tựa đề là cái bàn. Dạ. Dạ. Ta sẽ đưa giấy cho con làm bài. Đa tạ thầy. Đa tạ thầy. Đây, bút của con đây. Đa thầy. Bút của con đây. Tạ thầy. Chuẩn bị làm bài cho tốt nhé. Đề bài thật là khó. Đề bài thật là khó. Cái bàn. Cái bàn. Cái bàn có bốn cái chân. Cái bàn có bốn cái chân. Mà ta chỉ có hai chân thế này. Mà ta chỉ có hai chân thế này. Căng thẳng quá. Căng thẳng quá. Sao giống hút thuốc lào quá vậy? Trong cái khó ló cái ngu. Trong cái khó ló cái ngu. Thôi, dạy lào chút xíu đi. Dạy lào chút xíu đi. Thôi dạy lào chút xíu đi. Lỡ một ngày nào đó đôi tay ta không còn cử động được nữa thì ta phải làm gì? Phải viết bằng chân thôi. Phải viết bằng chân thôi. Lỡ một ngày nào đó đôi tay ta không cử động được, ta phải làm gì? Ta phải viết bằng chân thôi. Cuối cùng cũng xong. Cuối cùng cũng xong. Đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Có gì đâu. Khó lắm đây. Không hề đơn giản đâu. Không hề đơn giản đâu. Khó lắm đây, không hề đơn giản đâu. Ai đó? Ai đó? Ai mới quăng phao cho ta đó? Ai mới quăng phao cho ta đó? Ta đã có phao rồi. Ta còn có phao rồi. Ta sẽ lượm hết phao của ta. Lỡ thầy phát hiện. Lỡ thầy phát hiện thì làm sao? Ta thật là thông minh. Lỡ thầy phát hiện thì làm sao? Ta thật là thông minh. Ta thật là thông minh. Ta phải giấu đi. Ta phải giấu đi. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Đã làm xong. Đã làm xong. Để là kiểm tra coi. Dạ. Dạ.
Hay. Hay. Đúng là trang giấy trắng. Dạ thưa thầy, học trò dạ, có tội. Học trò có tội. Xin thầy cứ quở trách đánh đập thoải mái. Xin thầy cứ quở trách đánh đập thoải mái. Dạ đi thầy. Chưa. Chưa. Chưa chút mà. Chưa. Đau. Đau quá thầy. Đau. Đau quá thầy. Thầy cũng đau lắm. Học hành như vậy mà hỏi gì. Dẹp cái bàn vô đi. Dẹp bàn vô. Cái trò học hành gì thì làm sao mình lên kinh đứng thấy được. Đã vậy còn trời ơi, cái gì tài liệu rồi phao đâu quá trời. Dẹp hết đi. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Trò sẽ dọn dẹp nhanh thôi. Trò sẽ dọn dẹp nhanh thôi. Trời ơi. Kể từ giờ hút này, thầy sẽ bổ túc cho các trò thường xuyên hơn. Dạ. Chỉ dạ. Sợ các trò không có thể lực, cho nên bây giờ ta phải chuyển qua thể thao nha. Dạ. Bây giờ bộ môn mà thể thao mà gọi là nổi tiếng nhất thế giới bây giờ có bóng đá. Đây, trò hãy cầm cái bóng này lên và đá bóng cho thầy coi. Dạ đội ơn thầy, trò rất thích bóng. Dạ đội ơn thầy, trò rất thích bóng. Được. Trò là người đam mê bóng từ nhỏ. Đây. Trò là người đam mê bóng từ nhỏ. Đam mê bóng là cái gì để văng tùm lum vậy? Trò có thể sử dụng cái bóng này rất đơn giản. Trò có thể sử dụng cái bóng này rất đơn giản. Chân coi. Từng bóng bằng chân hả thầy? Từng bóng chân hả thầy? 100 cái. 100 cái. Không phải dáng thường, phải dáng đẹp. Không phải dáng thường, phải dáng đẹp. Bây giờ một trò chơi khác nữa. Ngoài thể lực, các con phải có sự chính xác. Dạ. Dạ. Bây giờ con phải làm sao đá cái banh đó vô khung thành này, qua cái lỗ này. Nếu như học trò đây đá không được banh vào lỗ, xin thầy cứ lấy bút mà đập lên đầu của trò. Nếu như học trò đây không đá được banh vào lỗ, xin thầy cứ lấy bút đập lên đầu của học trò. Dạ, thầy cầm bút sẵn đi thầy. Dạ, thầy cầm bút sẵn đi thầy. À, để thầy cầm. Hay lắm ha. Dạ. Yeah. Để thầy để ở đây. Dạ. Giờ ta đập sau. Rồi đá đi. Dạ. Trời ơi, ra ngoài rồi thầy ơi. Trời ơi, ra ngoài rồi thầy ơi. Thầy đập đi thầy. Đập đi thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy đập đi thầy. Mày khỏi kêu tao cũng đập luôn. Đập đi thầy. Mày không lại chưa? Đập cái chỗ phần lông đó thầy. Phần gì? Chỗ nào cũng được. Rồi, đá vô đi. Dạ, đá vô được chứ thầy. Dạ, đá
tay vô. Đừng với tay. Từ từ lấy ra lấy vô được. Được chưa? Trò rất giỏi. Dạ. Rồi tới phiên con đa đi con. Đứng yên chỗ đó. Đá phải sao vô nha. Mày đá vô mặt người ta là thua luôn đó con. Bây giờ con đá mày trúng bạn nào chụp được bỏ vô lưới cho mình nha. Được không? Được rồi, cho vào móng tay được không nè. Hay quá, hay quá. Nhờ tao đưa cái rổ lên mới vô đó con. Kỳ này là vượt qua cái phần khảo tra kỳ này ha. Dạ. Các con từ nãy giờ học hành hành chắc cũng là khát nước rồi ha. Dạ, dạ. Thầy đưa nước cho các con uống đây. Uống đi con. Dạ. Uống đi cho thấm đường thầy cho. Xin uống cạn. Xin uống cạn. Con dốc cái chén rồi. À, đây con uống đi con. Hết nha con. Ta nhìn tôi còn thấy nổi da gà. Trời ơi. Chanh mà đổ chứ nước lạ gì kìa. Thôi được rồi. Bây giờ ta muốn ta biết là trên đường lên kinh ứng thí có rất nhiều nguy hiểm rình rập, đặc biệt là nạn trộm cướp. Dạ. Bây dạ. giờ ta muốn cho con bài tập về gọi là boxing. Dạ. Dạ. Hạ bao. Rồi hãy tập boxing đi. Đấm đá vào cho có sức khỏe cường tráng. Coi chừng gãy nha con. Đây. Đừng có chừng cầu cứu ta. Chuyện gì? Chuyện gì? À kẹp luôn. Ây ây nơi nơi vậy. Chết. Chết thằng nhỏ rồi. Chết thằng nhỏ rồi. Thôi lên bao. Lên bao. Chưa thấy nó cũng lên máu lắm rồi đó. Rồi con gái cưng của cha ra nè. Đó. Chim sa cá lặng nè. Rồi hãy chia tay. Ôi, các con. Tiểu thư ơi, ta nhớ nàng lắm. Ôi, tiểu thư ơi, ta nhớ nàng lắm. Ngồi đây đi. Ngồi đây đi. Ui chà, gãy. Ôi tiểu thư ơi. Ôi tiểu thư ơi. Êm quá. Êm quá. Ôi tiểu thư. Ôi tiểu thư. Trước khi chàng đi. Trước khi chàng đi. Ta muốn để lại một cái kỷ niệm hả? Kỷ niệm hả? Ta muốn để lại một cái kỷ niệm. Ta muốn để lại một cái kỷ niệm. Nghe đồn. Nghe đồn. Chàng vẽ chân mày đẹp lắm. Chàng vẽ chân mày đẹp lắm. Đúng vậy. Vẽ chân mày cho ta đi. Vẽ chân mày cho ta đi. Được thôi. Được thôi. Ta sẽ đưa phấn cho con trang điểm cho đời nha. Đây. Dạ. Cảm ơn thầy. Đây cọ đây. Hãy vẽ cho thiếp đi. Đây. Từ từ. Phấn đây. Dạ cảm ơn thầy. Cỏ đâu à, cỏ đây.
con vẽ mặn vào. Rồi bắt đầu trang điểm cho đời. Quay mặt qua đây nè. Con dùng thẻ ưu tiên. Con dùng thẻ ưu tiên. Cá da nó dùng thẻ ưu tiên rồi. Ngưng. Trao đổi. Trao đổi. Ừ. Tiếp qua đi cưng. Quán kia đổi luôn mày. Ê, không có đâu. Cái này ghê luôn. Bắt đầu thú vị rồi đây. Tiên mà, từ nãy giờ thầy biết là những gì xảy ra đối với em rất là đau khổ. Bây giờ những cái đó nó hãy cứ bộc phát nha. Dạ. Bắt đầu tiếp tục. Con sẽ tiếp tục thưa thầy. Con sẽ tiếp tục thưa thầy. Em ngồi đi. Em ngồi đi. Nãy giờ em ngồi như vậy có mỏi không? Em ngồi như vậy có mỏi không? Dạ em không mỏi, em muốn ngồi nhiều hơn. Em đưa hai chân ra đây luôn đi. Em đưa hai chân ra luôn đi. Chết rồi. Chết rồi, hai chân rồi. Ý, con bướm kìa. Ý, con bướm kìa. Ô. Con bướm, bướm kìa. Dạ, không chịu cơ. Làm đi, làm đi. Con đứng không nổi sao mà làm. Con con bướm kìa. Bướm. Bướm. Rồi. Sao? Rồi. Có trang điểm gì không? Dạ vẽ má hường đi. Bây giờ thưa thầy con sẽ bắt đầu. Rồi. Em ngồi vậy anh khó nhìn quá, em nằm xuống đi. Hả? Anh nhìn lên một tay thôi nha. Em nhìn đi từ đó. Em phải nằm trên đùi nè. Bây giờ chương trình này hành ai? Cái này à, mình vô trong hậu lưu rồi sẽ nói chuyện sau nha. Còn hiện tại ở đây thì mình cứ hoàn thành cái trách nhiệm của mình đi. Em nằm đây đi, để anh quay cho. Bây giờ thưa thầy, con muốn vẽ má hường. Con muốn vẽ bạch tạng. Thôi, để bây giờ em vẽ lại cho chàng nha. Thôi, để bây giờ em vẽ lại cho chàng nha. Được á. Vẽ kiểu nào? Ủa, bà đúng chưa làm? Cái này là thầy bó tay rồi đó nha. Ta thích quá. Ôi, quá. Ta thích quá. Cho ta ôm nàng một cái được không? Cho ta ôm nàng một cái được không? Đó. Ôi, ta ôm không hết luôn.
Và bây giờ thời gian của thể quyền lực đã hết, đổi vị trí lại. Trời ơi, đổi 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 đâu Mia, Mia ở lại, Mia ở lại. Ôi cuộc sống bây giờ thật là vất vả. Ôi cuộc sống bây giờ thật là vất vả. Ta mệt quá, ta mệt quá, ta phải nghỉ ngơi thôi. Ta phải nghỉ ngơi thôi. Ta phải nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi thôi. Ôi ta phải ngủ bên này thôi. Ôi ta phải ngủ bên này thôi. Bên trái của ta đó. Bên trái của ta đó. Ừ. Giống đang ở biển Vũng Tàu. Giống đang ở biển Vũng Tàu. Ta đi chơi đắp cá. Hốt cá. Hốt cá. Hốt nhiều lên nè. Hốt nhiều lên nè. Xây lâu đài. Xây lâu đài. Lâu đài chưa to. Lâu đài chưa to. Ta xây lâu đài trên đỉnh núi. Ta xây lâu đài trên đỉnh núi. Ta xây ngay đỉnh núi luôn. Ta xây ngay đỉnh núi luôn. Cát đâu? Cát đâu? Đỉnh núi. Lỡ rồi, cũng có sẵn trên đầu rồi. Lỡ cũng có sẵn trên đầu rồi. À, à, à. Thợ xây làm rớt xi măng ra phía sau núi rồi. Thợ xây làm rớt xi măng. Ta sẽ để ngay chỗ núi rồi. Đỉnh núi luôn nè. Ta phải để lên chỗ đỉnh núi luôn nè. Ta chơi ngu. Chơi ngu. Con gái hãy chải đầu cho học trò cưng của ta đi. Để nha. Thiếp chải đầu cho chàng nha. Ta với nàng. Ta với nàng. Chạy, chạy nhẹ đi. Chạy ngồi xuống, ngồi xuống. Mày xuống. Chạy nhẹ xuống. Đi. Tao còn giết bà quá. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Nàng, ta với nàng đi uống trà sữa. Nè, ta với nàng đi uống trà lên sữa. Lên ta cổng đi. Thôi, trước khi đi ta tặng hai trò hai cái gùi. Dạ. Để mà học hành dạ. Cho giỏi cho tốt. Mời nàng. Mời nàng. Trời ơi, chắc hư cái giỏ tôi luôn. Ôm vô đây, đúng rồi. Ta sẽ đeo nàng lên trên đỉnh núi. Ta sẽ đưa nàng lên trên đỉnh núi. Đi nào. Đây. 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 Đây là cái gùi. À, cái gùi này nhìn coi. Cái đái nữa nè. Không có cái đái. Còn cái gùi bên này. Có cái đá là để xem thí sinh của mình sẽ làm cái gì nhé. Lần thơ chơi chơi đắp ba trà là gì là ở chi chi là gì. Trời ơi, chắc hư cái nhà của tao luôn quá, hư cái sàn nhà luôn rồi. Thôi bỏ gùi ra đi. Thôi bỏ gùi ra đi. Cổng đi cho lẹ. Cổng đi cho lẹ. Lên đi. Lên đi. Thôi.